Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống ngày càng thay đổi và vai trò của người phụ nữ trong xã hội cũng vì thế mà thay đổi theo. Đàn ông bây giờ thường hỏi nhau rằng làm như thế nào để người phụ nữ của mình hài lòng và hạnh phúc trong cuộc sống. Người thì tìm cho mình câu trả lời trên các trang mạng xã hội, người thì hỏi bạn bè và có những người thì tự đi tìm. Vậy thì phụ nữ quan niệm như thế nào về hài lòng và hạnh phúc? Trong chương trình Hành trình hạnh phúc ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị một vị khách mời đặc biệt. Xin giới thiệu nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến. Cảm ơn Yến đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào MC Trần Toàn và xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hành trình hạnh phúc. Vâng, là một nữ ca sĩ còn rất là trẻ, là đại diện của phái nữ, những người mà đại diện cho cái sự thành đạt trong giới trẻ bây giờ thì Trần Toàn nhận thấy rằng bây giờ thì cuộc sống ngày càng hiện đại và cái mức độ hài lòng của mọi người vào trong cuộc sống thì dường như nó ngày càng cao hơn. Thế nên rằng mình thấy rằng rất là nhiều bạn trẻ bị stress, hay là trong hôn nhân thì rất là nhiều những cái cặp vợ chồng trẻ ly hôn. Là phụ nữ thì Yến quan niệm như thế nào về bốn từ hạnh phúc và hài lòng? Với Dương Hoàng Yến thì nếu mà để hài lòng hạnh phúc ở trong hôn nhân nhá, thì sẽ có những yếu tố và tiêu chí như là bình đẳng này, tôn trọng, chia sẻ và yêu thương. Và bên cạnh đó thì cả người vợ người chồng đều phải độc lập về tài chính nữa, thì chúng ta mới làm chủ cuộc sống của mình, thì mình có được hạnh phúc gia đình. Còn với nghề nghiệp của Dương Yến thì hạnh phúc của Dương Yến đó chính là những lúc mà Dương Yến cháy hết mình trên sân khấu cùng với khán giả của mình và truyền được những năng lượng tích cực cho mọi người, khi mà được nhận được những tràng pháo tay hay là nhận được những lời khen của khán giả dành cho mình. Đó chính là những lúc mà Dương Yến cảm thấy hạnh phúc nhất và cảm thấy là thăng hoa nhất trong sự nghiệp. Đứng dưới góc độ ngược lại thì khi mà người phụ nữ độc lập về tài chính thì phải chăng cái mức độ chịu đựng thì nó ngày càng thấp đi? Phải nói rằng là sự độc lập về tài chính với người phụ nữ thì sẽ giúp cho người phụ nữ mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn và tự chủ cuộc sống của mình. Nhưng mà đương nhiên nó sẽ có những cái mặt trái, như là mình sẽ có cái sự chịu đựng nó ít hơn và ok là cái tôi của mình nó cao hơn, thì dễ dẫn đến những cái mâu thuẫn và xung đột trong gia đình mà khó tránh khỏi. Vậy thì trước cái sự thay đổi đó thì người đàn ông nên ứng xử như thế nào? Những lúc như vậy thì người đàn ông phải cực kỳ thấu hiểu cho người vợ của mình. Khi mà người vợ mình quá nhiều stress công việc, quá nhiều những cái gánh nặng, gánh vác gia đình, khi mà cũng phải lo về kinh tế. Mà trước đây thì mọi người thường hay nói là đàn ông giữ nhà và đàn bà giữ lửa. Nhưng cái thời buổi hiện đại ngay bây giờ thì Yến lại thấy rằng là phải là cả hai người, cả vợ cả chồng cùng vun vén hạnh phúc cho nhau và cùng phải có trách nhiệm với gia đình của mình. Thì khi mà người đàn ông là trụ cột và người đàn ông đã quá nhiều stress ở ngoài công việc ở ngoài rồi, thì khi mà có phần người phụ nữ cũng có phần gánh vác trách nhiệm cùng nữa, thì chắc chắn là cả hai người sẽ cùng vun vén hạnh phúc với nhau nhiều hơn, và lúc đó thì sẽ giữ gìn được hạnh phúc hôn nhân. Và rõ ràng là như vậy thì người phụ nữ cũng hài lòng hơn với cái hôn nhân của mình, đúng không? Đúng rồi ạ. Nếu mà bây giờ bảo Hoàng Yến là hãy ở nhà làm một bà nội trợ thì lúc đó có lẽ là Yến sẽ không đồng ý. Với quan điểm của Yến thì Yến sẽ không đồng ý như vậy, bởi vì với người phụ nữ hiện đại thì không thể nào chỉ ở nhà bếp núc hay là nội trợ, mà chúng ta vẫn phải có những cái niềm đam mê và có cái sự nghiệp riêng của mình, thì lúc đó thì mình cũng sẽ được ghi nhận hơn, và những cái gì mà mình thấy là mình có trách nhiệm với bản thân mình hơn và mình biết yêu bản thân mình hơn thì lúc đó mình sẽ hạnh phúc hơn. Người đàn ông như thế nào sẽ là người đàn ông mà Yến có thể yên tâm để tựa vào, để hy vọng về một cái tương lai hạnh phúc của mình? Chắc chắn là một người đàn ông mà đầu tiên là phải là người đàn ông mình yêu nữa này, mình và là người mà thấu hiểu, chia sẻ được với mình, và đặc biệt hơn nữa là phải là cái người mà có thể thông cảm và hiểu được cái công việc của mình, rồi cũng phải là một cái người mà có trách nhiệm và cùng mình gánh vác gia đình, và đặc biệt nữa là phải chung thủy. Ngày xưa thì chúng ta có quan điểm rằng là người đàn ông mới là người trụ cột. Nhưng mà thực tế là bây giờ người phụ nữ đã gánh vác cái phần này rất là nhiều rồi. Có một câu nói rất là hay như thế này: hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là được yêu khi còn trẻ, là bình an khi về già, và tổ ấm được vẹn toàn trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Đó là câu nói rất xúc tích và ngắn gọn và đầy đủ ý nghĩa. Và thật sự đó là cái câu ý nghĩa là một cái châm ngôn sống mà mình có lẽ là mình sẽ theo suốt cuộc đời của mình. Yêu hết mình khi còn trẻ và chúng ta độc lập về tài chính mọi thứ khi còn trẻ, thì đến lúc về già chúng ta sẽ không phải lo lắng phải đi kiếm tiền, hay là chúng ta còn phải lo nghĩ là không có tiền tiết kiệm để gọi là an nhiên tuổi già ấy. Cuộc sống thì chúng ta không nói trước được điều gì, thế nên là phụ nữ hay là đàn ông đều phải chuẩn bị và dự phòng cho những trường hợp mà rủi ro trong cuộc sống bất ngờ ập tới. Thế nên là Yến nghĩ là không chỉ là người chồng là trụ cột hay là người vợ là trụ cột trong gia đình thì đều là hạnh phúc gia đình. Ai cũng mong là mình được bảo vệ, chứ không phải chỉ riêng bản thân mình tự bảo vệ mình. Mà nếu khi mà mình có một cái giải pháp động viên và khích lệ ở bên cạnh mình, bảo vệ mình cho đến hết cuộc đời, thì mình sẽ cảm giác là mình sống một cuộc đời trọn vẹn hơn. Mình cảm thấy an toàn hơn. Đúng rồi ạ.
hạnh phúc đối với người phụ nữ đó chính là được an toàn và được bảo vệ trong mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Bởi vì thực ra mà nói thì rủi ro trong cuộc sống thì cũng chẳng ai biết được, đúng không ạ? Đúng rồi. Và trong những cái tình huống mà gặp rủi ro thì có lẽ người phụ nữ thường là những người yếu thế hơn người đàn ông, đúng không ạ? Và Trần Toàn thấy rằng là dưới góc độ của bảo hiểm á, của bảo việt nhân thọ, thì Trần Toàn nhận thấy như thế này: đàn ông dường như bây giờ họ cũng thấu hiểu người phụ nữ của mình cần gì hơn. Nên là người ngoài khách hàng là nữ thì tại Bảo Việt Nhân Thọ cũng có những cái khách hàng là nam giới, họ sẵn sàng dự phòng tài chính cho gia đình mình, cho vợ con mình trong tất cả các tình huống. Khi mà người đàn ông biết bảo vệ bản thân mình thì đương nhiên là khi mà họ có một cái gánh vác đó chính là trụ cột trong gia đình, thì họ sẽ phải là cái người mà bảo vệ được cả gia đình của mình nữa. Thế nên khi mà người đàn ông đã biết bảo vệ bản thân mình thì chắc chắn là bảo vệ được gia đình của mình. Trần Toàn thì cũng thấy như là Dương Hoàng Yến cũng nghĩ như vậy. Bởi vì với phụ nữ thì cái điều quan trọng, hài lòng, hạnh phúc và viên mãn trong cuộc sống chính là mình cảm nhận được rằng là mình được bảo vệ trong suốt cả cuộc đời. Và mình cũng yên tâm hơn khi mà mình có một cái giải pháp để bảo vệ. Và không có lý do gì mình không chọn bảo hiểm để bảo vệ cho mình và cho gia đình mình. Bởi vì thực chất mà nói thì bảo hiểm ra đời á, thì cũng chính là để bảo vệ thôi. Và có lẽ đó cũng là lý do mà mới đây thì doanh nghiệp bảo hiểm thuần Việt duy nhất trên thị trường là Bảo Việt Nhân Thọ thì đã được vinh danh là doanh nghiệp bảo hiểm mang tới sự hài lòng và hạnh phúc nhất cho khách hàng Việt Nam năm 2021. Trần Toàn nghĩ rằng đây là niềm vui, niềm tự hào của Bảo Việt Nhân Thọ và cũng là niềm tự hào nói chung của người dân Việt Nam, của khách hàng Việt Nam. Bảo Việt Nhân Thọ luôn mong muốn nhiều hơn nữa các gia đình Việt Nam được bảo vệ và cũng hy vọng là Bảo Việt Nhân Thọ sẽ được bảo vệ ca sĩ Dương Hoàng Yến cùng gia đình của mình trong suốt chặng đường sau này. Dương Hoàng Yến xin gửi lời chúc mừng đến Bảo Việt Nhân Thọ. Cuộc sống chúng ta sẽ có rất nhiều rủi ro mà chúng ta không có cách nào khác là phải luôn đặt mình ở tình thế chủ động. Bởi vì chủ động thì chúng ta mới tránh được những cái rủi ro mà ở trong cuộc sống có thể xảy ra đến bất ngờ. Và chúc cho Bảo Việt Nhân Thọ sẽ có thật nhiều sản phẩm bảo hiểm ưu việt hơn nữa và đặc biệt là có nhiều hoạt động và đóng góp cho cộng đồng và xã hội Việt Nam. Trong chương trình ngày hôm nay thì Hoàng Yến có sẵn lòng hát tặng quý vị khán giả một cái câu hát mà Yến thường hay hát khi mà mình cảm thấy tâm trạng hạnh phúc để truyền năng lượng cho mọi người không? Vâng, thì bây giờ Yến sẽ gửi tới chị Trần Toàn cũng như là quý vị khán giả một đoạn bài hát Bước Đi Không Dừng Lại. Đây là bài hát mà nhạc sĩ Dương Cầm đã sáng tác riêng cho Dương Hoàng Yến. Rất cảm ơn Dương Hoàng Yến. Vâng. Tin vào tình yêu niềm hạnh phúc này, tin niềm mê say vào đam mê này, ngân nga theo những tiếng nhạc say lấy cả tôi hát cho vui đời, tiếng đàn lời ca thành rừng hót to nồng nàn hương nồng nàn thương, con tim say tình yêu khát vọng và tôi sẽ bước đi không dừng lại. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Rất là tuyệt vời. Trần Toàn chúc cho Dương Hoàng Yến lúc nào cũng mang cái tình yêu, cái niềm tuổi trẻ này đến với quý vị khán giả và chúc cho Hoàng Yến luôn hạnh phúc và vui vẻ và bình an trong cuộc sống. Xin cảm ơn MC Trần Toàn và xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã lắng nghe những chia sẻ của Dương Hoàng Yến trong chương trình và chúc quý vị khán giả sẽ luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, luôn hài lòng với cuộc sống của mình và luôn an nhiên. Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Dương Hoàng Yến. Trần Toàn cũng xin chúc quý vị hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống của mình. Chương trình Hành Trình Hạnh Phúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin chào.